Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Trước khi chúng ta giải bài này, chúng ta phải vẽ hình ra cho dễ hình dung. Bây giờ chúng ta có một mặt phẳng B như thế này. Và chúng ta sẽ có một cái đường thẳng là delta. Nó sẽ đi như thế này. Và chúng ta có vectơ chỉ phương là 1, 1, trừ 1 đi theo hướng này. Còn vector pháp tuyến thì nó sẽ đi theo hướng này. Bây giờ muốn đi tìm cái đường thẳng D nằm trong mặt phẳng B và vuông góc với delta thì nó chính là vector pháp tuyến giữa cái đường vector pháp tuyến này và cái đường này thì nó sẽ đi như thế này. Thì khi đó nó sẽ vuông góc cái đường thẳng này. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm giao điểm giữa mặt phẳng và cái đường thẳng ở đây. Như vậy, chúng ta có phương trình đường thẳng này. Bây giờ mình chuyển sang phương trình tham số. Thì ở đây chúng ta sẽ có t nè. Số 2 để sang bên đây thì chúng ta có trừ 2. Vì cái cục này nó bằng t á. Thì chúng ta có 1 nhân t nè. Số 2 để sang phải thì chúng ta có trừ 2. Bên đây chúng ta có t nè. Trừ 2 để sang phải thì là cộng 2. Và cái này là trừ t. Và chúng ta đi tìm giao điểm thì chúng ta sẽ lấy cái cục này nè. Mình thế vào đây. Thì chúng ta sẽ thế t trừ 2 vào x. Và t cộng 2 vào y. Và z là trừ t. Như vậy chúng ta sẽ có t trừ 2 cộng 2t cộng 4 cộng với lại 3t cộng 4 bằng 0. Như vậy chúng ta rút gọn lại thành 6t trừ 2 cộng 4 cộng 4. Chúng ta có là 6. Số 6 để xem bên kia là trừ 6. Như vậy t sẽ bằng trừ 1. Như vậy chúng ta thế trừ 1 vào đây. Mình gọi điểm này là, giao điểm này là điểm A nha. Thì chúng ta có A trừ 1 trừ 2 là trừ 3. Trừ 1 cộng 2 là 1. Trừ với trừ là cộng. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm vector pháp tuyến là nằm ở đây. Thì chúng ta sẽ có vector chỉ phương là 1, 1, trừ 1. Và vector pháp tuyến của B. Thì chúng ta có là 1, 2, trừ 3. Bây giờ chúng ta dùng máy Casio. Bây giờ chúng ta sẽ vô vào đây. Nhấn số 8. Bây giờ nhấn số 1 là vector đầu tiên. Mình nhấn số 3 nha, tại vì là x, y, z. Chúng ta nhấn 1, 1, trừ 1. Và chúng ta nhấn AC. Sau đó chúng ta nhấn vào shift, nhấn vào vector, nhấn vào số 4. Thì vector B chưa có thông tin thì chúng ta sẽ quay lại đây. Chúng ta nhấn shift nè, vector. Nhấn số 2 là data, nhấn số 2, nhấn số 1. Bây giờ chúng ta có 1, 2, trừ 3, nhấn AC. Bây giờ chúng ta nhấn shift, vector, chúng ta sẽ lấy vector A nhân với lại vector B. Thì chúng ta sẽ có vector pháp tuyến là trừ 1, 2, 1. Vector pháp tuyến là chính là vector chỉ phương á. Trừ 1, 2, 1. Như vậy, sau khi chúng ta đã có vector chỉ phương rồi, thì chúng ta sẽ có điểm A và chúng ta kết hợp vào.
Thì chúng ta có trừ t 2 t t và trừ 3 1 1. Bây giờ đề đang đi tìm giao điểm tọa độ của D với mặt phẳng OXY thì chúng ta biết cả bốn đáp án đều có z bằng 0 hết rồi. Như vậy, chúng ta thế số 0 vào đây thì chúng ta đi tìm được T. Thì T sẽ bằng trừ 1. Như vậy chúng ta thế trừ 1 vào đây, trừ 1 vào đây. Chúng ta sẽ có giá trị của x. Trừ 1 trừ với trừ là cộng. Vậy 1 trừ 3 là trừ 2. Trừ 2 cộng 1 thì chúng ta có trừ 1. Như vậy trừ 2 trừ 1 0. Câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.